Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Hé lộ nguyên nhân có thể dẫn đến vụ nhóm người Việt tử vong ở Thái Lan. Qua lời khai của các nhân chứng, cảnh sát Thái Lan xác định nhóm du khách Việt tử vong trong khách sạn ở Bangkok là những người cho vay, người vay nợ và người bảo lãnh. Tại cuộc họp báo sáng 17 tháng 7, cảnh sát Thái Lan cho biết, thông qua khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai từ nhân chứng và con gái của một trong các nạn nhân, cảnh sát Thái Lan xác định nhóm du khách gồm 4 người Việt, 2 người Mỹ gốc Việt đã bị đầu độc. Ngoài ra, cảnh sát cũng xác định nghi phạm đầu độc là bà Serin Chong, 56 tuổi, người Mỹ gốc Việt, từng 5 lần xuất nhập cảnh Thái Lan. Bà Chong bị cho là đã đầu độc 5 người khác trong đoàn và cũng tự tử bằng chất độc. Chúng tôi muốn xác nhận rằng một trong 6 người tử vong đã gây ra vụ việc này bằng cách sử dụng cyanua. Chúng tôi tin một người trong số họ đã phạm tội ác, Nopeso Punsawas, phó chỉ huy điều tra tại Cục Cảnh sát thủ đô Bangkok, nói. Thiếu tướng Teraday Thamsuthi, lãnh đạo đội điều tra thủ đô thuộc lực lượng cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, cho biết vụ việc có thể xuất phát từ vấn đề nợ nần. Không có khả năng nào khác. Nghi phạm nằm trong số 6 người đã chết vì họ là những người duy nhất bước vào phòng, không có ai khác. Sau khi thẩm vấn các nhân chứng, bao gồm một số người thân của cá nhân đã chết, các nhà điều tra nói rằng những người tử vong là một nhóm người đi vay, người cho vay và người bảo lãnh. Báo cáo của cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cho biết 2 trong số những người thiệt mạng là vợ chồng. Theo trang tin Khao Sot News và Krungthep Turakis, qua điều tra, thẩm vấn, cảnh sát Thái Lan xác định 2 nạn nhân gồm Pham Hong Thanh, 49 tuổi và Nguyễn Thị Phương, 46 tuổi, là vợ chồng. Đội điều tra cho biết, bước đầu, con gái của cặp vợ chồng này cho biết bố mẹ của cô đã sang Thái Lan để đàm phán về một khoản nợ lên đến hàng triệu bạt cho người khác vay. Điều này khiến các nhà điều tra nghi ngờ rằng đàm phán bất thành khiến vợ chồng họ bị đầu độc. Động cơ gây án của Chong có thể bắt nguồn từ khoản nợ khổng lồ sau khi thuyết phục 2 vợ chồng ông Thanh đầu tư xây dựng một bệnh viện ở Nhật Bản. Tuy nhiên, cuối cùng, họ thua lỗ 10 triệu bạt, khoảng 278.000 đô la Mỹ. Cặp vợ chồng này đã liên tục yêu cầu trả tiền. Cuối cùng, hai bên đồng ý gặp nhau ở Nhật Bản để giải quyết, nhưng một người không xin được thị thực ở Nhật Bản. Do vậy, họ đã đổi điểm hẹn gặp sang Thái Lan. Theo thông tin từ cảnh sát, đoàn khách gồm tổng cộng 7 người đăng ký thuê phòng ở khách sạn, nhưng chỉ có 6 người nhận phòng. Họ đến khách sạn theo 2 nhóm khác nhau. Nhóm đầu tiên đến ngày 13 tháng 7, nhóm thứ 2 đến vào ngày hôm sau và họ ở trong 5 phòng gồm 4 phòng ở tầng 7, 1 phòng ở tầng 5. Theo lịch, nhóm khách trả phòng vào chiều ngày 15 tháng 7 và họ đã đưa hành lý xuống phòng 502 ở tầng 5. Điều này cho thấy họ quen biết nhau. Lần cuối cùng nhóm khách yêu cầu phục vụ phòng là trong khoảng từ 13 giờ đến 14 giờ ngày 15 tháng 7. Đến chiều 16 tháng 7, nhân viên khách sạn phát hiện nhóm khách tử vong trong phòng 502 sau khi nhận thấy họ trễ hẹn trả phòng. Tại hiện trường vụ án, bàn ăn của nhóm khách vẫn còn bọc nguyên ni lông, trong khi các tách trà đã uống hết và có dấu hiệu chất bột trắng được cho là cyanua cùng với 2 bình nước inox của khách. Các nhà điều tra đã đặt nghi vấn về vị khách thứ 7 trong danh sách đăng ký đặt phòng. Người này đã đặt phòng bên cạnh. Cảnh sát cho rằng người này là em gái của một trong các nạn nhân. Cô đã đến Thái Lan và rời đi ngay từ ngày 10 tháng 7 và có vẻ như không liên quan đến cái chết của 6 người. Hiện thi thể 6 người đã được đưa đến một bệnh viện địa phương để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm dự kiến có vào ngày mai. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nỗ lực thu hút sự ủng hộ của nhóm cử tri da màu tại bang chiến địa Nevada cho cuộc đua vào Nhà Trắng tới đây khi kêu gọi đoàn kết và hướng về cuộc bầu cử quan trọng này. Sự kiện tại bang này đánh dấu việc ông Biden nối lại chiến dịch tranh cử kể từ sau vụ nổ súng nhằm vào cựu Tổng thống Donald Trump. Phát biểu trước đông đảo cử tri ở thành phố Las Vegas, bang Nevada, ông Biden cho biết ông cảm thấy yên lòng khi cựu Tổng thống Trump ổn định sau vụ ám sát bất thành vào hôm 13 tháng 7. Tổng thống Biden cũng kêu gọi người dân đoàn kết trong bối cảnh nền chính trị Mỹ đang bị chia rẽ như hiện nay. Hiệp hội Quốc gia vì sự tiến bộ của những người da màu đại diện cho một khu vực bầu cử quan trọng của Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò gần đây cho thấy sự ủng hộ của nhóm này đối với ông Biden đã suy giảm trước thềm bầu cử năm nay. Ngày 16 tháng 7, Bangladesh đã yêu cầu tất cả các trường trung học đại học và trường dòng Hồi giáo trên cả nước đóng cửa cho đến khi có thông báo mới sau khi 6 sinh viên thiệt mạng trong các cuộc biểu tình khiến nhà chức trách phải huy động lực lượng bắn quân sự để duy trì trật tự. Trong nhiều tuần vừa qua, tại Bangladesh đã diễn ra các cuộc biểu tình phản đối chính sách tuyển dụng công chức của đất đai. Các cuộc biểu tình đã leo thang thành bạo lực trong ngày 16 tháng 7 khi những người biểu tình và các nhóm sinh viên
ủng hộ chính phủ tấn công lẫn nhau khiến cảnh sát phải sử dụng hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông. Theo Bộ Giáo dục Bangladesh, lệnh đóng cửa các trường học là nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh sinh viên sau khi ít nhất 6 sinh viên đã thiệt mạng. Trước diễn biến tại Bangladesh, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi chính phủ nước này bảo vệ những người biểu tình trước mọi mối đe dọa hoặc bạo lực. Thưa quý vị, sau đợt mưa kỷ lục trong 200 năm, Hàn Quốc tiếp tục hứng chịu mưa lớn kể từ ngày 17 tháng 7. Theo Cục Khí tượng và Thủy văn Hàn Quốc, khu vực thủ đô Seoul và một số vùng lân cận bắt đầu có mưa lớn từ sáng sớm nay với gió giật mạnh kèm theo sấm chớp. Dự báo lượng mưa trong vòng 2 ngày tới hết ngày 18 tháng 7 ở Seoul và khu vực lân cận sẽ từ 80 đến 120mm. Đặc biệt tại phía bắc tỉnh Gyeonggi có nơi lượng mưa lên tới hơn 250mm. Tổng thống Yoon Suk-yeol ngày 16 tháng 7 đã chỉ đạo các bộ ngành liên quan tăng cường ứng phó khẩn cấp với tình trạng mưa lớn, đồng thời đưa ra hướng dẫn sơ tán những người dân tại khu vực bị ảnh hưởng. Trước đó, đợt mưa lớn trên toàn quốc kéo dài từ ngày 7 đến ngày 7 tháng 7 đã gây thiệt hại lớn cho Hàn Quốc. Diện tích hoa màu bị ngập úng lên tới hơn 10.000 hecta, khoảng 767.600 gia súc gia cầm chết trong đợt lũ này. Đây là đợt mưa lớn kỷ lục ở Hàn Quốc trong 200 năm qua với lượng mưa tại nhiều khu vực lên tới 255mm. Ngày 16 tháng 7, tỷ phú Elon Musk tuyên bố sẽ chuyển trụ sở của SpaceX đến bang Texas của Mỹ. Thông báo được đưa ra chỉ một ngày sau khi thống đốc bang California, ông Gavin Newsom, ký dự luật cấm các trường học bắt buộc giáo viên phải thông báo cho phụ huynh về những thay đổi trong nhận dạng giới tính của học sinh. Trên trang mạng xã hội X, tỷ phú Musk tuyên bố đây là giọt nước tràn ly, vì cũng như nhiều luật khác trước đó, luật này tấn công các gia đình và công ty. Tỷ phú Musk có một cô con gái chuyển giới và ông đổ lỗi cho hệ thống giáo dục trường tư thục ở California đã khiến con gái ông trở nên thái quá và chống lại ông. Trong khi đó, thống đốc Newsom thường xuyên chỉ trích những người bảo thủ về vấn đề giới tính tại các trường học của bang. Năm ngoái, ông đã ký một đạo luật quy định mức phạt đối với các học khu cấm sách giáo khoa mô tả cộng đồng LGBT và các cộng đồng bị thiệt thòi khác. Với những người khiếm thị thì việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn và thường họ sẽ phải nhờ người khác giúp đỡ. Thế nhưng, với sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, khó khăn này đã giảm đi đáng kể. Tại Nhật Bản, phiên bản mới nhất của ChatGPT đã hỗ trợ rất nhiều người khiếm thị trong việc đi lại. Đây là một ví dụ cho thấy khi được sử dụng đúng cách, công nghệ AI có thể hữu ích và nhân văn như thế nào. Nói thật là tôi rất vui. Ban đầu tôi lo lắng, nhưng tôi rất thích cuộc hành trình, đặc biệt là khi cuối cùng trong hòa nhập với cuộc sống bình thường.